Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay ra xem ông xã Lily lót gạch nè. Mua gạch ở Home Depot rồi. Rồi anh cũng làm cho mấy cái khung để trồng cái chanh, cái bơ, cũng như là những cái khung trồng rau nè. Hai ông xã. Hello, hai cả nhà. Mới là mấy ngày rồi, làm tới đây thôi. Từ từ. Làm được cơ. Gọn lại. Đây nè các anh chị và các bạn. Đó. Sẽ là từ ở bên đó. Trời. Gá nắng để cho nó có vitamin, nó sợ nắng không à? Trời. Mùa này là phải gần nắng. Đó nguyên một cái hàng rau dài rồi những cái cây mà lớn lớn thì mình trồng trong những cái khung đó đó các anh chị và các bạn. Trời á, anh sẽ lót gạch chỗ này cho nó sạch sẽ để mình ra mình hái rau. Mai mốt cái khu vườn của Ly nó sẽ là như thế này đó. Anh chị và các bạn có thể tưởng tượng ra được không, những cái gạch đỏ này nó sẽ đi dài qua phía bên kia. Trời, bắt đầu rau của mình sẽ đi dọc theo cái hàng rào. Thì cách một khung, hai khung vậy thì mình sẽ có một cái cây chanh hoặc là cây bơ lớn lớn đó, như vậy đó. Nghe phong phanh thôi, không biết có làm nổi không. Nghe là sẽ làm ở phía bên này nữa nè. Đúng rồi, cây cái bên này á là bữa đây còn làm thêm một cái khung ngang vậy nè. Rồi xong rồi mua cây về là làm nguyên một dãy từ đó qua bên kia luôn, từ bên này qua bên đó luôn. Mà mua cây mới. Rồi cái cây này là cây tháo của cái deck á, làm cho nó hết thôi. Bên này thì mình làm cây mới cho nó đẹp, nguyên một dãy từ bên này qua bên này luôn. Dạ. Sẽ làm một cái vườn rau sau nhà rất là lớn luôn các anh chị và các bạn. Lớn nhưng mà em có biết trồng không? Không, anh trồng á. Thì gì, em không biết trồng rồi làm mấy cái này để làm gì? Anh trồng em thu hoạch. Trời ơi, sướng quá à. Em thích ra hái cam, hái quýt, rồi hái bơ vậy đó, hái hồng vậy đó. Lỡ anh không biết trồng luôn rồi sao? Thì lên YouTube coi các anh chị và các bạn trồng đó, rồi mình về mình học theo. Ok. Đúng không? Ai mới đầu mà biết đâu. Em phải làm cái hàng rào lại, con cây bít lại hết cho nó kín luôn. Kín cái hàng rào lại luôn. Rồi mấy cái này bây giờ là chỉ là đóng tạm vậy thôi, chứ nào xong rồi bắt đầu mình sơn lại một màu là nó sẽ đẹp. Cái gạch này thì nói chung là mình làm cho nó nằm xuống vậy thôi, chứ không có nhất thiết. Đáng lẽ thì mình phải làm, nếu mà lót cho đúng á là mình phải lót như vậy nè, đúng không? Thì nó cách khoảng giống vậy à, thấy không? Mà lót vậy thì mình mất công mình phải cắt cái gạch thôi. Chỗ này cũng sạch sẽ thôi, không khỏi cần cắt luôn, mình lót thẳng luôn đây cũng được, xếp thời gian khỏi cắt. Chỗ nào nó thấp á chút nữa mình dỡ lên để đắp thêm cho nó bằng. Đại khái là như vậy phải không? Ừ, đại khái là như vậy đó. Thì mình cứ lót như vậy đi, khỏi phải lót nửa miếng nữa, mình phải cắt nửa miếng gạch. Ông xỉu cả nhà ơi. Ông làm quá ông xỉu. Té luôn à. Giờ thức lại thức dậy là người ta đã làm xong rồi. Lạnh quá, chưa ngủ đã mà. Hả? Chưa ngủ đã. Ngủ chưa đã hả? Chưa ngủ đã. Ngủ chưa đã hả? Chưa ngủ đã. Ủa sao? Sao? Sao là sao? Chưa đủ gạch hả? Chưa. Phải mua thêm. Mua thêm, có mua rồi nhưng mà chưa đem tới. Mua thêm 100 cục nữa. Đó, tới đây rồi cả nhà. Tập cũng tạm tạm là cũng sạch sạch rồi.
Nghe coi từ đây qua bên đó là nó cũng còn sạch từ góc này thì chừng nào có gạch thì sao? Sửa chữa lại một chút cho nó sạch sạch. Nhà hàng xóm nướng bánh thơm quá ta. Làm mấy cái khung để trồng mấy cái cây lớn lớn như nè. Đẹp. Nhưng mà chưa xong cả nhà ơi. Bánh con làm à. Chắc làm năm nay năm sau trồng. Hoặc là đi trồng mấy cái cây nào mà có đó. Mình đi chợ về cái mình có cái cây nhà nào thì mình trồng cái đó. Không có dám ra mua cái cây ở Home Depot á. Em á, em ở nhà có cây hồng rồi phải không? Em sẽ mua một cây chanh, một cây bơ. Cây nào mà có trái sẵn á. Mua cái trái cây sẵn đi cho nó mau. Chứ trồng mà bằng hột biết chừng nào mới có trái ăn. Ở trên mình á thường thì phải trồng những cái cây nào mà nó sống được dai á, chứ không thôi nóng. Ở đây nóng nó dễ chết. Ở bên Mỹ thì các anh chị và các bạn biết không, thấy có nhiều người trồng được mãng cầu, mận đồ, nhưng mà chắc ở trên ly không được đâu. Xã Ly mua thêm. Chừng nào lót xong hết gạch thì nó mới sạch lại được. Giờ còn đang dang dở. Giờ lót bên này để cái hàng này là bỏ ô á. Làm này là cái hàng này làm khung để mình trồng thêm á. À, nhanh lên ta tưởng tượng cái rồi. Này nè. Là nguyên cái chỗ này. Thì ở đây là gì? Mình chỉ lót đường đi thôi. Hai đứa nhỏ chơi game mà. Hành lá. Bây giờ hành lá ở trong nhà Ly cũng có một ít. Chắc có lẽ là nhổ mấy cái bụi xả này chuyển qua cái này. Sau đó rồi. Xong rồi đó rồi, khung này là của hành lá không? No, bụi xả này mình có thể trồng rất là nhiều. Tại vì mỗi một tép là một cây đó. Nhiều lắm đó. Tự nhiên bệnh dịch này ở nhà xong rồi cái Thành chỗ hết Thành đi, trồng cái xả đó nó trồng vô ngay cái gốc á. Thành nông dân luôn. Ở nhà chống dịch thì không có gì làm cái gì. Thì mình dọn dẹp ở đằng sau cho nó sạch rồi làm khung luôn cho nó. Thì mình đang thiết kế với cái này nè, khi mình làm xong rồi nó sạch rồi, đóng hàng rào kính lại xong rồi sơn mấy cái này lại hết cho nó chống sét, chống cái mục nó lâu mục hơn. Trời chuyển mưa, thấy bầu trời nè đen trùi lùi không cả nhà? Trời đen hết trơn luôn. Ngày mai mưa đó cả nhà, cho nên nông sản làm chút à. Bữa nay làm chút thôi. Làm vườn ở ngoài xong rồi cái vô đây có dĩa bánh cuốn ăn ngon lành ha. Hên quá, tưởng đâu cho ăn kho quẹt. Ngon lắm chứ bộ. Chả nè. Mình thích ăn cái chả tiêu này hả? Chả nè cả nhà, chả này ngon. Đi thích ăn cái chả lụa, ông xã thì thích ăn cái chả tiêu. Chả này gọi chả tiêu á hả? Ừ. Cái mà anh thích ăn á, còn cái loại bánh cuốn cho mọi người coi cái loại bánh cuốn. Đâu? Đây. Loại bánh cuốn này không phải là cái bánh cuốn mà tráng bằng nó cũng tráng bằng bột nhưng mà nó cuốn lại trong đó có hành với lại tôm khô luôn mọi người. Ăn được. Ok. Ở nhà
cách ly ra làm vườn người vô có đồ ngon ăn còn gì bằng nữa. Thank you bà xã. Sướng nhất là anh rồi. Cảm ơn em. Ok, đi cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily của ông xã Lily nha. Đừng quên đăng ký, subscribe. Phải làm mới có ăn đó cả nhà. Để Lily có nhiều video khác chia sẻ cùng với mọi người nha. Đi chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.